Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm, là chỉ tiêu đầu tiên ngay trong những ngày đầu năm 2023. Thành phố Quảng Ngãi đã tập trung nỗ lực thực hiện. Đến thời điểm này, 410 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của thành phố Quảng Ngãi đã có mặt tại địa phương, sẵn sàng cho ngày hội tổng quân. Buổi giao lưu tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ của phường Nghĩa Lộ. Những tiết mục văn nghệ tạo khí thế sôi nổi. Lời động viên nhắn nhủ của các thế hệ cha anh. 23 thanh niên trúng tuyển bày tỏ niềm tự hào và thể hiện lòng quyết tâm cống hiến sức trẻ, phấn đấu rèn luyện trưởng thành trong môi trường quân ngũ, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ. Sau khi ăn Tết xong với gia đình thì phường Nghĩa Lộ có chuẩn bị một buổi họp mặt, đó là vinh quang tự hào được là một chiến sĩ. Tâm thế của chúng tôi bây giờ là rất là háo hức và mong đợi để tham gia với nghĩa vụ quân sự. Từ nay đến ngày giao quân thì chỉ đạo cho cả hệ thống chính trị tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động cũng như theo dõi nắm cái tình hình tư tưởng của thanh niên. Và hiện nay thì ý thức, thái độ chấp hành của gia đình và thanh niên rất là tốt. Năm nay thành phố Quảng Ngãi sẽ giao 410 thanh niên cho 7 đơn vị nhận quân. Những ngày Tết, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vui chơi an toàn. Các hội đoàn thể địa phương đã tổ chức thăm hỏi tặng quà, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hiện các đơn vị nhận quân cũng đã có mặt tại địa phương, thâm nhập hồ sơ và chờ ngày nhận quân. Thì đối với đơn vị đã phối hợp với địa phương làm tốt công tác bắt gặp bốn biết và đã chốt hồ sơ với địa phương là 33 đồng chí. Và trong quá trình Tết thì đơn vị cũng chủ động nắm với địa phương để xem cái số thanh niên có biết được hay không. Và sau Tết thì đơn vị cũng đã theo kế hoạch vào gặp địa phương và nắm lại cái số thanh niên đã chốt với đơn vị. Và đến giai đoạn hiện tại thì số thanh niên là 33 hồ sơ chốt với đơn vị là đã ổn định và sẵn sàng. Đến cái ngày là giao nhận quân thì đơn vị sẽ nhận và về đơn vị để tập trung huấn luyện. Trước lễ giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tiến hành rà soát phúc tra 100% thanh niên đã có lệnh nhập ngũ để điều chỉnh bổ sung. Chất lượng thanh niên trúng tuyển năm 2023 của thành phố Quảng Ngãi được đánh giá cao. Công tác hiệp đồng phương tiện đưa thanh niên về đơn vị đã xong. Quân trang được cấp phát đến thanh niên. Phải nói đến giờ này là các địa phương rất chủ động, bàn nhiều giải pháp từ cơ sở rồi đến các đồng chí lãnh đạo ủy ban, các đồng chí ban chỉ huy quân sự xã phường đều rất tích cực và trách nhiệm và nắm rất chắc tình hình địa bàn. Thì thành phố tin tưởng rằng là với cái tinh thần như thế này, công tác chuẩn bị như thế này thì chắc chắn thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc việc giao quân của năm 2023. 410 thanh niên ưu tú của thành phố Quảng Ngãi đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.